bóng đặc biệt, sân khấu chia thành hai khu vực song hành, một bên là đội thua, bên còn lại là đội thắng. Đội thắng xem nội dung và trả lời một câu duy nhất liên quan đến nội dung vừa xem trong vòng 10 giây. Trả lời đúng nhận được 10 triệu đồng và hình phạt vui nhộn dành cho đội thua. Trả lời sai không nhận 10 triệu đồng và đội thua không nhận hình phạt. Và bây giờ xin mời quý vị đến với vòng đặc biệt đối với đội vui thắng thắng vui. Nào, ở vị trí sẵn sàng, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi đề. 3, 2, 1, bắt đầu. Thật, ủa gì vậy? 2 cộng 2 bằng cá. 3 cộng 3 bằng 8. 2 cái gì? 7 cộng 7 14. Nhìn cho kinh hội. Nền xanh dương nha. Xanh dương. Chữ... chữ vàng. Chữ vàng. Chữ vàng không. Hết giờ. Nào, xin mời ba thành viên của đội thắng cũng thắng cũng thắng à vào vị trí chuẩn bị. Xin mời các bạn, đi theo tôi, đây là tour du lịch nghỉ dưỡng. Dạ đúng rồi ạ, dạ. Dạ vâng, chúng ta đứng đúng ô của mình ạ. Nào. Câu hỏi là hãy điền vào dấu chấm hỏi. 14 7 cộng 7 2 cộng 2 là bằng 4, 4 đây là câu đố mẹo nha các bạn. Bình tĩnh, đừng chủ quan, bình tĩnh. Cũng đừng phức tạp hóa vấn đề. Đúng rồi. Biết rồi. Gì nói coi. Nè, 2 nè. Cộng 2 nè là bằng cả. Đúng rồi. 3 nè. Cộng 3 nè. Và số 8. 8. 7. Vậy thì 7 cộng 7 là bằng tam giác. Rồi, hình tam giác. Chính xác, tam giác. Xin chúc mừng đội vui thắng thắng vui có 21.000 điểm, tương đương 21 triệu đồng. Đội thắng không thắng cũng thắng à, có 10.500 điểm, tương đương 10 triệu 500.000 đồng. Đương nhiên, đồng nghĩa với việc hình phạt đã thuộc về các bạn. 3 2, 1, bắt đầu! Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Vui Cười Cười Vui được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long, phối hợp cùng công ty Trường Thông Khang, với sự tài trợ của nhãn hàng Trà Xanh Không Đổ. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại!